loạt sút luân lưu may rủi, Manchester United hoàn toàn không cản phá được cú phạt đền nào, dù thủ môn David De Gea đối mặt với 11 cú sút. Được lựa chọn bắt trình cho trận đấu quan trọng nhất của mùa giải, chung kết Europa League, thế chỗ cho Dan Henderson, nhưng thủ thành David De Gea không thể trở thành người hùng của loạt sút luân lưu may rủi. Trái lại, anh còn đá hỏng quả 11m cuối cùng, khiến danh hiệu thuộc về câu lạc bộ Villarreal. Và trước khi bước vào video, hãy nhấp vào link đăng ký kênh thứ hai của chúng mình, được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho kênh nhé. Là một người hâm mộ bóng đá, chắc hẳn bạn cũng đã khá quen thuộc với vị trí thủ môn. Đây là một trong những người chiếm lĩnh vị trí khung thành và ẩn mình sau mỗi đường bóng của đối thủ. Một đội bóng chơi hay không có nghĩa là sẽ giành được những kết quả quan trọng, mà còn là phụ thuộc khá nhiều vào vị trí của người thủ môn. Họ đóng vai trò là người bảo vệ khung thành và ngăn chặn những đường bóng nguy hiểm, sao cho đối thủ không thể ghi bàn thắng vào trong đó. Để thấy rõ được tầm quan trọng của thủ môn, chúng ta hãy cùng xem những pha cứu thua trên chấm phạt đền quý giá 2021. Trận chung kết Europa League giữa MU và Villarreal, sau khi hai đội đều thực hiện thành công cả 10 quả luân lưu 11m, đất hưng hai thủ môn bước lên chấm sút phạt. Tuy nhiên, trong khi Rooney tung ra cú dứt điểm hoàn hảo, thì David De Gea lại bị đồng nghiệp bay người cản phá. Cú bay người phá tan hy vọng vô địch của MU đem chiếc cúp về cho tàu ngầm vàng. Tại vòng 2 ngoại hạng Anh 2020-2021, Chelsea có trận tiếp Liverpool trên sân nhà. Phút 74, Chelsea được hưởng một quả penalty sau pha ngã trong vòng cấm của Timo Werner, và chuyên gia sút phạt đền Jorginho là người được tin tưởng giao cho thực hiện cú sút. Tuy nhiên, đối diện Jorginho lại là Alisson Becker, một thủ môn đã quá dày dặn kinh nghiệm sau nhiều năm thi đấu. Bình tĩnh, tự tin đoán đúng ý đồ của Jorginho, Alisson đã đổ người chặn bóng thành công. Southampton và Crystal Palace đều không còn là mục tiêu thi đấu do đã trụ hạng, còn vị trí nửa trên bảng xếp hạng quá xa. Tuy nhiên, hai đội vẫn vào trận với tâm lý thi đấu nghiêm túc và các cầu thủ không muốn thể hiện một bộ mặt lười nhác trong năm có Euro. Phút 40, Palace lại có một cơ hội rõ ràng để vượt lên sau pha phạm lỗi của Redmond với Zaha trong vòng cấm Southampton. Nhưng thủ thành Foster đã từ chối bàn thắng đó khi đổ người đúng hướng để cản phá cú sút 11m của Milivojevic. Là tác giả của bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 6, nhưng Di Maria đã hỏng phạt đền sau đó, khiến PSG thua ngược 1-2 trên sân RB Leipzig trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng H Champions League 2020-2021. Được hưởng quả phạt đền ở phút 15 khi Moiskin sút bóng trúng tay Upamecano trong vòng cấm. Mặc dù vậy, trên chấm 11m, Di Maria không thể đánh bại thủ môn Gulasi, mặc dù cú sút của anh khá mạnh và căng. Barca hy vọng vào màn lội ngược dòng thần kỳ trước PSG sau khi thua 1-4 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League trên sân nhà. Tuy nhiên, nỗ lực này đã thất bại kể từ thời điểm Messi sút hỏng quả phạt đền. Vào cuối hiệp 1,
Barca được hưởng quả phạt đền, nhưng cú sút của Messi lại bị thủ môn Keylor Navas cản phá và bóng đập trúng xà ngang. Pha cản phá thành công quả penalty của Navas đã khiến các cầu thủ Barca mất tinh thần về một trận đấu lội ngược dòng. Vào ngày 17 tháng 12, Juventus cực kỳ khó khăn khi phải đối đầu với đội bóng đầy sự khó chịu Atalanta trên sân nhà Allianz. Các chân sút chủ lực của ba đồng già như Ronaldo và Morata đều có cơ hội dứt điểm sát khung thành của Atalanta, nhưng lại không thành công ở các cơ hội 10-10 ấy. Ngay phút 61, khi được hưởng 11m, Ronaldo cũng sút quá hiền để thủ môn Gollini đổ người ôm gọn bóng. Tình huống thủ môn Gollini cản phá phạt đền của CR7 là tình huống mang tính quyết định giúp Atalanta hòa 1-1 ngay trên sân Juventus. Ở vòng 9 La Liga mùa 2020-2021, Barcelona đã dễ dàng vùi dập Real Betis 5-2. Tuy nhiên, ở hiệp 1 là hiệp đấu khó khăn đối với cả hai đội. Phút 33, Barca có cơ hội lớn nhân đôi cách biệt khi được hưởng 11m. Thế nhưng trên chấm penalty, cú đá của Griezmann là bị thủ thành Claudio Bravo dễ dàng đoán đúng hướng và cản phá. Làm khách của Nantes ở vòng 9 Ligue 1 2020-2021, đội bóng chỉ thắng một trong năm trận gần nhất ở Ligue 1, đương kim vô địch PSG vẫn gặp không ít khó khăn. Phút 70, PSG thoát khỏi nguy cơ để thủng lưới khi Keylor Navas cản phá thành công quả phạt đền do Kader Bamba thực hiện cho Nantes. Cú sút phạt là khá hiểm hóc, nhưng chừng đó là chưa đủ để đánh bại Navas. Ở vòng 21 La Liga, trong một ngày hàng thủ chơi thiếu chắc chắn, Real Madrid đã gục ngã ngay trên sân nhà trước Levante. Điểm sáng duy nhất nổi bật ở hàng thủ là thủ môn Thibaut Courtois với những pha cản phá bóng xuất thần. Phút 62, Vinicius đã có pha phạm lỗi đối với hậu vệ Clutch sát vạch 16m50 và Levante được hưởng quả 11m. Thế nhưng, trên chấm phạt đền, Courtois đã xuất sắc cản phá thành công pha sút bên của Rudiger Mati. Man City có thể đăng quang ngay sau trận đấu nếu như đánh bại Chelsea trên sân nhà Etihad. Tuy nhiên, The Blues đã trở thành rào cản khiến Man City phải thúc thủ 1-2 trước Chelsea trên sân nhà ở vòng 35 ngoại hạng Anh. Thủ thành Mendy là người đã góp công lớn trong trận đấu này. Không chỉ những tình huống cứu thua, anh còn xuất sắc cản phá thành công quả penalty ở hiệp 1 của Aguero. Tuy đó không phải là cú sút chất lượng của Aguero, nhưng vẫn phải dành lời khen cho thủ thành của Chelsea. Thủ môn thực sự là một vị trí quan trọng của mỗi đội bóng. Có một người gác đền chắc chắn sẽ khiến cho toàn đội có tinh thần thi đấu hơn rất nhiều vì họ cảm nhận được sự yên tâm. Chỉ một khoảnh khắc, thủ môn sẽ là người quyết định cả trận đấu. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh để lại bình luận bên dưới về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.